Thưa quý vị, ngày 1 tháng 8 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Truyền hình Thực tế HDTV Việt Nam đã ký kết hợp tác với tạp chí Tài nguyên và Môi trường nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, ứng dụng chuyển đổi số và hoạt động báo chí và truyền thông. Tại buổi làm việc, Tiến sĩ Đào Xuân Hưng, Tổng biên tập tạp chí Tài nguyên và Môi trường đã giới thiệu về tạp chí Tài nguyên và Môi trường 20 năm một chặng đường phát triển. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoạt động theo luật báo chí, luật xuất bản và các quy định của pháp luật, có chức năng thông tin nghiên cứu khoa học, lý luận, nghiệp vụ, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường về các lĩnh vực thuộc phạm vi của Bộ, gồm đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, viễn thám phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tạp chí được giao quyền tự chủ, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật. Tiến sĩ Đào Xuân Hưng nhấn mạnh, trước xu hướng phát triển không ngừng của công nghệ số trong lĩnh vực báo chí và truyền thông, tạp chí Tài nguyên và Môi trường định hướng tiếp cận tới lượng khán giả và độc giả trên không gian mạng. Ngoài tạp chí điện tử Tài nguyên và Môi trường.vn sẽ phát triển đa kênh thông tin dựa trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok với phương châm chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền theo đúng tôn chỉ và mục đích của tạp chí. Chuyển đổi số báo chí nhằm đảm bảo vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng, đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả, tạo nguồn thu mới, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số. Từ kế hoạch đó, tạp chí Tài nguyên và Môi trường đã hợp tác với Công ty Cổ phần Truyền hình Thực tế HDTV Việt Nam, đơn vị với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực truyền thông truyền hình, tổ chức sự kiện, quản lý truyền thông, xây dựng và bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp. Tại buổi lễ ký kết, nhà báo Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền hình Thực tế HDTV Việt Nam cho biết, là đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, HDTV Việt Nam luôn tiên phong áp dụng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực truyền thông và truyền hình thông qua mạng Internet và phiên bản mobile, giúp người xem theo dõi ở mọi lúc, mọi nơi. Vận hành sản xuất 26 format bản quyền các chương trình truyền hình phát sóng trên các phương tiện mạng xã hội. Vận hành mạng xã hội điện tử thực tế.vn, diễn đàn đời sống và xã hội cối đẹp.vn và trang thông tin điện tử tổng hợp HD24h.vn, trang thông tin tổng hợp về doanh nhân, doanh nghiệp và công nghệ, văn hóa plus.com.vn, trang thông tin điện tử tổng hợp về văn hóa và đời sống, nền tảng đa kênh YouTube HDTV Việt Nam, HDTV Kids, thực tế online, phong thủy 24h, kinh tế và bất động sản. Với hệ thống trang thiết bị hiện đại và liên tục đổi mới, trường quay phục vụ ghi hình talk show, TVC, MV ca nhạc cùng đội ngũ nhân sự có chất lượng chuyên môn nghiệp vụ giấu kinh nghiệm, đội ngũ kỹ thuật IT được đào tạo bài bản chuyên nghiệp cũng đã góp phần kiến tạo thành công chung của truyền hình thực tế HDTV Việt Nam. Dựa trên lợi thế của mình, HDTV Việt Nam hân hạnh đồng hành cùng tạp chí Tài nguyên và Môi trường để xây dựng hệ thống nền tảng truyền thông số đa kênh của tạp chí trên các nền tảng Facebook, YouTube, TikTok với phương thức tiếp cận bằng video mới mẻ, hấp dẫn và thực tế. Bởi lẽ, video đang là xu hướng dẫn đầu về truyền thông và sẽ có phát triển hơn nữa trong tương lai. Cũng tại buổi làm việc, đại diện hai đơn vị đã chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình hoạt động, cập nhật những xu hướng truyền thông số đang được khán giả lựa chọn để có phương thức thể hiện phù hợp. Sau khi ký kết, hai đơn vị sẽ tăng cường công tác trao đổi, hỗ trợ thông tin lẫn nhau, phát huy cao nhất thế mạnh và sở trường của mỗi đơn vị, cũng như phổ biến và quảng bá thông tin đến độc giả, khán thính giả cả nước. Đặc biệt, hai đơn vị không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ kết nối thông tin mà cần phải phát triển mạnh mẽ trong những lĩnh vực hợp tác mới, đôi bên cùng phát triển trong thời gian tới.